nước mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế, tiền nước đột phá của các chuyên gia Hoa Kỳ. Công nghệ tiền nước NanoLiPo 3S từ Hoa Kỳ. Tại Nagami, ứng dụng công nghệ NanoLiPo 3S trong hút cấy mỡ với que hút cấy nhỏ thông minh chỉ 1,1mm, giúp len lỏi sâu vào vùng mỡ sát da, vừa thực hiện phun nước dạng tia bóc tách và làm mềm các tế bào mỡ, vừa hút mỡ ra khỏi cơ thể một cách êm ái và nhẹ nhàng và không để lại sẹo. Đặc biệt, công nghệ tiền nước hạn chế tối đa tổn thương các tế bào mỡ, từ đó sử dụng công nghệ Fat Transfer Plus giữ lại tỷ lệ mỡ sống cao sau hút đến 90%. Nhờ đó, Nagami có thể ứng dụng cấy mỡ sống vào mông đạt hiệu quả cao, duy trì kết quả bền lâu. Chỉ cần thực hiện một lần là bạn có dáng đẹp toàn diện với vòng eo thon gọn và vòng ba căng tròn tự nhiên. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ từ Hoa Kỳ và Đức. Hút mỡ cấy mông siêu công nghệ. Đầu tư một lần, dáng đẹp toàn diện. Tìm hiểu ngay tại thẩm mỹ viện Nagami.